Chuẩn bị. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1-0. Quý vị đang xem trận đánh đôi nam. Ủa, đôi nam nữ. Xin lỗi, đôi nam nữ. Khánh Trinh. Phía bên tay phải của các bạn, bên này là Cường Dung. Bên tay trái, Cường Dung xanh nước biển xanh dương. Khánh Trinh hồng tím. Ba không. Cường, Cường lấy điểm đầu tiên. Cường 1-3. Có 2-3 hả? Trời, có điểm một nào mình không biết ta. 3-3. Tốt. 4-3. Nói chung Thượng Đế đã cho con người vượt trội so với những loại khác, đó là sự thông minh đó. Mà nếu mà không dùng thì thôi ha, Thượng Đế cũng thất vọng luôn. Rồi xong rồi. Quên. Rồi xong. Nhớ nha, sở dĩ Thượng Đế cho con người trí thông minh là muốn là, tức là lãnh đạo tất cả muôn loài đó. Phải dùng nó trong mọi tình huống. 5-4 hả? 5-4. Gác điểm lại rồi. Chị Trên, 2-5 chị Trên. Bữa nay mình sẽ làm một fan trung thành, cổ vũ cho chị Trinh từ đầu trận tới cuối trận. Dù có thất bại, mình cũng sẽ không thay lòng, hứa luôn. 6-5. 7-5. 8-5. Đúng rồi, thông minh đâu, đúng rồi, đúng. Anh Khanh vừa rồi anh nghe mình nhắc tới cái chuyện trí thông minh đó, anh đã sử dụng rất là hiệu quả. Nhưng mà lần này thì cái tay nó không nghe theo cái não rồi. Cái não nó truyền một đường mà cái tay nó thực hành một nẻo. Bà Dung kìa, cứ nhẹ mạnh gì cũng được, miễn bà Dung là được rồi, là 90% ăn là thao. Thấy không? Chỉ đơn giản thôi, đâu cần phải mạnh, đâu cần phải nhẹ gì, cứ mạnh nhẹ gì cũng có vô đó hết. Chị Dung à, anh Khanh nói với Khanh. Đúng rồi, đúng rồi, hay lắm. Mười năm à, 16. Khanh không nói rồi. Bà Dung ơi, nói chung là nếu mà có một người á mà có thể lãnh đạo bà Dung á, là chỉ có một mình tôi thôi. Tôi mới có khả năng lãnh đạo bà Dung thôi. Mà tôi không hiểu sao trái đó mà ông Cường cũng kêu ngoài á. Tốt. Ông Cường trái đó mà ông kêu không biết thì anh phải xem xét cái gì, anh phải đi khám mắt hoặc là khám trí tuệ anh lại đi. Chứ bây giờ nó rớt xuống ngay chân anh mà anh còn không biết nữa. Thì thôi chứ. Tóm là anh chỉ cần nói trong hay ngoài để cho anh cho các đối thủ khỏi cãi nhau thôi, chứ anh đâu cần cái gì ra ngoài. Nhưng mà người ta đã giao trọng trách cho anh là người quyết định, thì anh cứ nói trong hay ngoài thôi. Ví dụ như nó ngoài mà nó trong thì anh tự hiểu anh là người gian dối, đúng không? Vậy đi. Không qua Khanh. Hay quá anh Khanh ơi. Cường nhỏ. Cứ quánh bà Dung ăn. Rồi sao? Anh Khanh hay quá à. Công nhận á, mình
đã chọn cổ vũ cho cái đội bên kia quả là không sai lầm. Không ngờ đó là một trong những lựa chọn sáng suốt nhất trong buổi sáng ngày hôm nay luôn. Ở ngoài rõ ràng cái đó thì không cần phải nhờ ông Cường rồi. Ông Cường có đứng đó cũng vô dụng đâu, không có ý nghĩa gì á. Vô ở ngoài ra anh Khánh quá, anh xuống mà vô, mà vô kìa. À ồ bao nhiêu rồi, 10-17 phải không, 11-17 giờ mới 9-7 hả, bây giờ mới 9-17, nó còn xa hơn là mình tưởng nữa. Đó đúng rồi, giống kìa, bà đứng không làm gì đâu, cho bà làm việc đi để hư người. Ừ hay lắm, đúng rồi, phải tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà Dung để bà hư người. Quán vô bà nè, quán. Ừ bên vô bà cái nữa. Ừ mà Dung kìa. À thôi thôi, 10 18 10-18 Dung vào. Vô Dung kìa. 11-18 hy vọng vẫn còn. Không đợi đâu, tôi ở ngoài này làm gì đồng đội với ai trong này đâu. Ờ 19-11 nói chung nếu có mặt gấu thì đêm sớm chết luôn. 20-11 mới vừa gọi điện chơi dứt lời thì đã tắt thở rồi. Mặt gấu mà đưa ra phí lắm, để dành cho những trường hợp mà khẩn cấp. Mặt gấu nè, bà Dũng đó, đó bà đó, bà đó, bà đó, bà đó, bà đó, bà đó. Ngoài 13-20 cái đây gọi là còn nước còn tát nè. 14-20 còn nước còn tát, tức là tát từ ao vô trong ruộng đó, nhưng mà tới cái lúc á mà ngoài ao cũng không còn nước thì có muốn tát cũng không được. Ngoài ao đi tát vô trong ruộng mà tới lúc ngoài ao hết nước thì cũng đành bó tay thôi, hết nước cả. 16-20 cũng mới 14 mà phải không, 16 hả, nãy giờ quên. Ừ kết. Ừ ngoài nhiêu rồi, 17-20 định làm điều thằng kia à, tốt cao. Bởi vậy, bởi vậy tôi nói rồi, có tát cho hung còn nước còn tát, nhưng mà lúc hết nước trong ao cũng đành bó tay thôi.